Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên Vũ Audio Channel. Hôm nay mình đang có mặt tại nhà khách là một căn biệt thự ở Bình Phước. Khách cũng có nhu cầu là muốn cải tạo một căn phòng thành phòng giải trí. Từ sáng tới giờ thì mình cũng vừa mới hoàn thiện căn phòng này. Bây giờ mình mời các bạn cùng tham quan căn phòng luôn nhé. Hiện tại thì mình đang đứng trong căn phòng đã hoàn thiện. Diện tích căn phòng này nó vào khoảng là 20m2. Từ bước thiết kế và cho đến thi công thì nó chỉ mất vỏn vẹn là 3 ngày. Bên mình còn đặt ra thêm một tiêu chí, đó chính là tận dụng lại toàn bộ cái hệ thống nội thất của khách để vừa tối ưu cái chi phí nhưng vẫn phải đảm bảo về mặt chất âm, về mặt âm học cũng như là về mặt kỹ thuật cho căn phòng này. What the dog doing? Thì đầu tiên, vách phía trước các bạn có thể thấy là chắc các bạn cũng không thấy đâu. Thì mình đã ốp hoàn toàn là bằng poly màu đen. Việc mình bố trí cái mặt trước hoàn toàn là poly màu đen là để khi mà xem phim nó tạo cái chiều sâu cho cái màn chiếu. Phần vách bên trái thì khách đã thi công sẵn. Vật liệu mà khách sử dụng là nhựa giả đá kết hợp với những cái chỉ viền màu vàng. Thì phần vách này mình đã không can thiệp. Phần vách phía sau thì mình cũng đã ốp hoàn toàn là bằng poly. Tuy nhiên cái màu mình sử dụng là màu xám đậm. Nó cũng sẽ tương tự như màu đen. Và cái vách phía sau này do là nó không có được bố trí nhiều. Và nhưng mà cái độ cao của nó lên tới 3m2. Thành ra là mình đã cách điệu vác những cái đường chỉ sẵn trên poly cũng như là ốp những cái thanh và hình vuông ở giữa để tạo thêm cái điểm nhấn cho cái vách này. Và phần vách phía bên cửa sổ thì mình cũng đã tận dụng lại hoàn toàn. Phía bên cửa sổ này nó có một cái lớp rèm hai lớp và cái màu nó cũng tương đồng với những cái vách kia. Phần đèn LED hắt ở trên, mình thấy cái màu của đèn LED nó cũng rất là phù hợp với cái rèm này nên mình cũng đã tận dụng lại, không thay đổi màu. Và phía trên trần mình tiếp tục sử dụng xung quanh mình ốp poly màu đen kết hợp với màu xám đậm. Việc mình kết hợp xen kẽ này là để khi bật đèn tạo thêm cái điểm nhấn cho cái trần mà nó không bị đơn điệu đi. Ở phía trong thì mình bố trí một trần sao. Cái trần sao này do nó có kích thước khá là lớn, thành ra mình bố trí thêm hai cái dải sao băng để cho cái trần nó nhìn nó thêm sinh động. Hai cái đèn LED phía sau thì mình cũng đã tận dụng lại hai cái đèn của khách. Ban đầu là cái vị trí nó nằm ở giữa trần thì mình đã dời ra phía sau và mình đã sơn cái nắp của hai cái đèn này để cho nó trùng màu đen với lại hai cái tấm poly ở phía sau. Với việc mình bố trí cái poly ở vách phía trước phía sau cũng như là ở trên trần cộng với phần nội thất mà khách đã có sẵn như là ghế sofa được bọc vải nhung, ở phía dưới sàn cũng đã có trải thảm. Tuy nhiên bên cái phần vách đã có sẵn này sẽ có nhiều cái âm phản xạ, thành ra là mình đã tư vấn khách treo thêm tranh tiêu âm để có thể vừa trang trí đảm bảo hơn về mặt âm học cho căn phòng. Và về phần thiết bị thì nhu cầu của khách là xem phim đơn giản. Mình bố trí cho khách hệ thống xem phim 5.1 với cặp loa From là DALI Spectre 6. Cặp loa này là cặp loa chúng ta có thể xem phim và có thể nghe nhạc với cái chất âm đan mạch rất là hay. Và mình cũng kết hợp với chiếc súp Jamo S808 cực kỳ gọn. Thậm chí chiếc súp này nó còn có thể bố trí nằm ở phía dưới ghế khi mà chúng ta lật nó lại để dạng nằm. Và ở giữa thì mình bố trí cái loa center cũng là loa của DALI với mã là Spectre Vocal.
Âm ly mình sử dụng là âm ly của Denon X580BT kết hợp với đầu đun Boxy cho chúng ta giải trí xem phim trên Netflix. Phần vách phía sau thì mình bố trí cặp loa của Calis với mã là 502S phiên bản 2. Thì việc mình lựa chọn cái loại loa Calis dạng Enable là vì cái góc phủ của cái họng kèn này nó có thể đáp ứng cho cái vị trí ngồi nghe. Do cái ghế, phần lưng ghế nó cũng khá là dày, thành ra là cái vị trí ngồi nghe nó vẫn đảm bảo cái chất lượng của cái loa surround, cái độ phủ âm nó vẫn tới. Về phần hình ảnh thì mình sử dụng chiếc máy chiếu mới nhất đến từ thương hiệu Visionic, là chiếc có mã là X14K. Ở phiên bản này thì hãng đã nâng cấp độ phân giải cũng như là cái tần số quét cho những cái khung hình nó được mượt hơn. Thậm chí hãng đã hỗ trợ thêm cho chúng ta có thể kết nối với những chiếc Xbox 360 để có thể ra cái hình ảnh tối đa 1080 và hỗ trợ là 120Hz tới 240Hz. Về phần màn chiếu thì mình sử dụng là loại màn chiếu fix, màn chiếu cố định. Lý do mình lựa chọn loại màn này là bởi vì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi gió hoặc là các ảnh hưởng tác động bên ngoài như là các loại màn chiếu điện, màn chiếu kéo tay hay là màn chiếu âm trần. Mình chọn cái kích thước của màn cũng khá lớn là 120 inch. Cái độ lớn của nó có thể phủ gần như hoàn toàn cái bức trước để cái trải nghiệm xem phim nó được trung thực hơn. Và bây giờ mình mở một đoạn nhạc để các bạn có thể nghe thử cái chất âm của bộ dàn. Tuy nhiên cái video này thì các bạn nghe cái chất âm trên video thì nó cũng không thực sự chính xác. Các bạn có thể ghé vào showroom bên mình, hiện tại đang có demo cái bộ dàn này để có cái trải nghiệm nó thực tế hơn. Tình là một bài thơ rộng, tình là một niềm nhớ thương nhau. Tình đẹp từ một thu vàng, tình mình nhiều mong ước miên man. Và về phần chất âm, theo mình đánh giá cá nhân thì với chiếc loa Center Dali Spectre Vocal này á, cái chất âm nó mộc mạc, thành ra là nó sẽ không uy lực như những cái loa có kích thước lớn. Cái điều mà nó đem lại cho mình cái những cái đoạn hội thoại nó rất là thật, cũng như là những cái đoạn mà bom nổ, cháy nổ diễn ra phía trước nó cũng rất là hấp dẫn. Cặp loa Phong Dali Spectre 6 thì cho mình cái chất âm đan mạch với cái chất âm hi-fi, thành ra là mình rất ấn tượng về cái chất âm nghe nhạc của cặp loa này. Với cái loa Sub Jamo S808 thì theo mình đánh giá ở những cái dải trầm khoảng tầm 80Hz thì nó vẫn chưa thực sự ấn tượng. Tuy nhiên nó sẽ cho mình những cái đoạn như là tiếng hành quân nè, tiếng ngựa chạy nè, có cảm giác như là rung ghế. Nhưng mà thật sự là mình cảm giác được cái rung ghế nha, chứ không phải là đơn thuần là cái cảm giác. Và cái cảm giác này nó đem lại cái sự thú vị mà không phải cái loại sub nào nó cũng có thể đem lại. Và theo các bạn thấy thì căn phòng này độ hoàn thiện nó như thế nào thì hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Và đừng quên nhớ nhấn like, share, subscribe để mình có thêm động lực tiếp tục ra những cái video về những công trình tương tự như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại.